Chào mừng quý vị đã trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Đức Hiền. Và trong clip này, ngày hôm nay là chiều ngày 12 tháng 6 năm 2016, chúng tôi đang quay cái hình ảnh chúng tôi đang trả bộ trường kỳ gỗ lim về xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức. Sáng nay thì chúng tôi mới trả một bộ cuốn thư câu đối về xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, là quê hương của nặng quá, cái này nặng quá đỡ một tí. Cao lên. Rồi. Đang quay nhưng mà phải đỡ bởi vì cái trường kỷ quá nặng. Thì cái bộ trường kỷ này là bằng gỗ lim và là bộ hạng nhất, tức là cái mặt nó là chúng tôi xẻ 2 phân và cái chân này là đã còn đậu 6/2, phần tay phần đai đều là to. Và cái mặt này là rộng 56 cm. Còn đây cái bàn đây là bàn kích thước là 60 x 1.3. Đây khách hàng đã ký vào đây này. Và cái hình ảnh này đang được quay ở phía trước tầng 1 khu A của Đồ Gỗ Đức Hiền. Một bộ trường kỷ này thì chỉ có 3 chiếc, là 2 chiếc ghế dài, cái phần mặt ngồi là ngồi cao 50 cm, và chiếc bàn này còn gọi là cái tiếu. Thế này chúng tôi đang trước khi đi thì tôi cũng làm vệ sinh và làm cho nó trơn nhẵn thêm cho khách hàng. Và hàng hóa thì đưa lên xe được bọc bằng cái đống chăn. Hiện nay trên xe chuyên dùng chúng tôi là lúc nào cũng có 10 mấy chiếc chăn, cho nên khách hàng không bao giờ phải lo lắng về chuyện chảy xước gì cả, vì tất cả các cái phần mà tì vào sắt mà chúng tôi đều có chăn bông để ngăn cách. Đây là những cái chi tiết ở bên đầu hôi. Bây giờ tôi đi vào trong để tôi quay hình ảnh một chiếc nữa. Bây giờ chúng tôi mới đưa một chiếc lên xe, còn một chiếc đang ở dưới này. Thì các cái chi tiết đều hết sức là nét na. Từ đây là cái phần yếm ngũ phúc ở dưới này. Và bên trên này thì ở lưng chúng tôi đục chạm là 4 mùa đục chạm 2 mặt, tùng cúc trúc mai. Đây là tùng. Bên này là cúc. Thì 2 chiếc kia sẽ là trúc và mai. Còn ở giữa là hồng trĩ. Đấy, tượng trưng cho vinh hoa phú quý. Và cái này là gỗ lim Nam Phi, chúng tôi chọn lim đen chọn vân, và hàng thì rất là chắc và nặng, và chúng tôi đánh là hoàn toàn đánh trần, đánh xi trần, nên là nguyên chất, nguyên màu gỗ và nguyên vân gỗ. Cái phần đánh của chúng tôi nó đánh xi cho nó rất là mỏng, và cảm giác cứ như là chưa đánh gì nhưng mà sờ là trơn trơn tuột đi, tất cả cái chỗ đều trơn trượt. Tôi đang có điện thoại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và xin nhắc lại là tôi đang quay khoảng chiều ngày 12 tháng 6 năm 2016. Nào, cho lên tiếp đi. Anh cô ơi, lên tiếp đi. Hiện nay một chiếc nữa. Đang đưa lên xe tiếp. Đỡ. Đỡ đằng sau.
mời quý khách bớt chút thời gian về đồ gỗ Đức Hiền tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, hoặc liên lạc với kỹ sư Đức theo số điện thoại 0984 666 999. Một du khách thì cũng trách tôi là có khi gọi đến 20 phút mà không được, thì lúc đó xin quý vị để lại tin nhắn, tôi sẽ gọi lại. Bởi vì cái số máy này có khách hàng đang trao đổi công việc thì miêu tả một cái món đồ gỗ có lúc nó rất là lâu, có lúc lên đến nửa tiếng, cho nên mong quý vị hết sức thông cảm. Hoặc quý vị có thể truy cập vào gửi email tôi theo cái địa chỉ đồ gỗ Đức Hiền a@gmail.com, tôi sẽ nhanh chóng trả lời ngay. Hoặc gửi Zalo, Viber theo số điện thoại 0967 666 111. Đức Hiền xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.